Ok, hello chào anh em, lại là mình đây, Đại Gương và cái For you. Rất vui được gặp lại anh em trong chuỗi series lệnh trong AutoCAD Thì trong video ngày hôm nay, cái lệnh tiếp theo mình sẽ giới thiệu với anh em đó là lệnh SP Line Thì chúng ta đã có lệnh Line, là lệnh dùng để vẽ đường thẳng Lệnh Polyline, là lệnh dùng để vẽ những cái đa tuyến à, Những cái đa tuyến này là bao gồm những cái đoạn thẳng nối liền với nhau hoặc là những cái cung tròn, đúng không? Rồi, tiếp theo đó là chúng ta đã có cái lệnh là m line là lệnh dùng để vẽ những cái đường thẳng song song với nhau và hôm nay đó là lệnh sp line là lệnh dùng để vẽ đường cong thì nó vẽ như thế nào và nó ứng dụng vào trong những cái công việc thực tế như thế nào thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em luôn và ở cái phần sau mình sẽ giới thiệu cho anh em cách biến một cái đường polyline một cái đường đa tuyến polyline thành một cái đường spline thì chi tiết như thế nào thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like một subscribe và share video này đến tất cả những anh em khác là động lực rất là lớn để mình ra những cái video tiếp theo à, những cái video tiếp theo rất là hay và mình đang rất là mong chờ để đưa đến với anh em ok chúng ta cùng đi vào nội dung chi tiết video ngày hôm nay Ok để bắt đầu nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ lấy một số cái ví dụ để ứng dụng cái lệnh SPLINE vào trong cái bản vẽ thực tế nó như thế nào thì trên màn hình anh em có thể thấy đây là một cái bình đồ của một cái mảnh đất à, cái bình đồ này để thể hiện được cái cao độ vì vị, vị trí nào cao vị trí nào thấp của cái mảnh đất này thì anh em có thể thấy ở đây thì những cái điểm mà nói ứng với những cái vị trí mà nó có cùng một cao độ thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là SPLine để chúng ta nói giả sử ở đây chúng ta đang có một cái cao độ là 0.7 à chúng tại vị trí này vẫn có là 0.7 này thì chúng ta sẽ nói nó lại làm cho người đọc hình dung được cái bản đất này vị trí nào cao vị trí nào thấp thì cái mặt bằng cái hình mà anh em đang xem á được gọi là bình đồ vẽ ra những cái đường đồng mức, à, những cái đường đồng mức là những cái đường cùng cao độ anh em hiểu không? Rồi thì đây là một cái ví dụ khá là điển hình và nó là một trong những cái ví dụ mà làm cho anh em dễ hình dung nhất về cái ứng dụng của cái lệnh Spline vào trong cái bản vẽ thực tế nó như thế nào. Rồi chúng ta sẽ vào phần mềm AutoCAD. Đây thì cho màn hình đây anh em có thể thấy đây là một cái bình đồ của một cái con sông. À, anh em có thể thấy chúng ta sẽ kích thử vào một cái đường đây. Đây và vào trong cái bảng properties thì anh em có thể thấy đây là một cái đối tượng là SP line. À là những cái đường cong, một cái đường cong nối lại với nhau. Rồi à, quay trở lại với cái ví dụ này tiếp tục để cho anh em hình dung thì một cái ứng dụng cũng khá là điển hình và anh em cũng dễ thấy đó là chúng ta sẽ vẽ ra những cái nét ngắt à, những cái nét ngắt nó như thế này à, thì anh như anh em cũng đã biết rồi khi mà anh em đặt bản vẽ anh em sẽ phát hiện ra có hai cái loại nét gác như thế này đây là cái loại nét gác khá là phổ biến cho tất cả một cái cấu kiện à, cấu kiện nào anh em cũng sử dụng cái nét gác này được thì cái nét gác này anh em muốn tạo nhanh thì trong phần autocad nó sẽ có một cái lệnh đó là lệnh split line mình đã hướng dẫn với anh em rồi đúng không rồi bên cạnh đó nó sẽ có một cái nét gác như thế này Kích vào này thì trong cái bảng rotate đây là một cái đối tượng spline đúng không rồi kích vào này thì đây là một cái đường polyline thì tại sao là có hai loại này và khi nào chúng ta dùng thì ở đây mình xin nói thêm để cho anh em hiểu nè là khi chúng ta sử dụng cái nét ngắt mà à, có ký hiệu như thế này, có hình dạng như thế này là dùng để cho những cái cấu kiện mà đem vẽ có hình trụ. Ví dụ đây là một cái cặp đúng không? Có hình trụ, có hình tròn thì chúng ta sẽ sử dụng cái nét gác này để cho người đọc hình dung khi mà người ta người người đọc, đọc vào bản vẽ thì người ta biết à cái đây chúng ta đang vẽ nét gác cho một cái cột có hình tròn, có một cái cặp có hình tròn. Đó, kiểu vậy. Đó. À, thì nó rất là hay thì cái đó là cái khác biệt lớn nhất thôi còn thì ngồi ra anh em uh, một số bản vẽ thì anh em có thể sử dụng cái nét ngát này cho cái cấu kiện hình trụ vẫn được à, mình thấy cũng khá là nhiều không sao hết rồi sau đây là một một số cái ví dụ nữa đây là một cái hố ga thì hố ga thì có nó sẽ có những cái đường cống nói vào hóa ga thì những cái nét cắt này thì chúng ta vẫn sử dụng cái lệnh đó là spline là một cái đối tượng spline để chúng ta vẽ đúng không rồi đó là một số cái ví dụ để cho anh em hình dung cái ứng dụng của cái đường spline trong các bạn vẽ thực tế nó như thế nào rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết nội dung à, cách thực hiện của cái lệnh spline thì cũng giống như là những cái lệnh trước thôi thì để thực hiện thì đầu tiên anh em vào trong mình cái mục đó là draw và tìm đến cái mục là spline thì trong cái à, mục spline này nó sẽ có hai sự lựa chọn cũng tương ứng với hai cái cách vẽ hai à, cái cách vẽ đó là như thế nào thì lát mình sẽ nói với anh em ha rồi hoặc là anh em có thể vào trong mình cái thẻ home và à, chức năng vẽ spline cái lệnh spline nó sẽ không nằm lộ trên cái thanh cái thẻ cái, cái thể home mà anh em phải sổ xuống cái mục là draw đem sổ xuống và phía trong này nó sẽ có hai cách vẽ à, anh em có thể thấy rồi cách nhanh nhất đó là anh em sẽ nhập bàn phím trực tiếp từ bàn phím vào luôn chúng ta sẽ nhập là sp SPL thì anh em có thể thay đổi được cái lệnh tắt của cái lệnh này à, làm sao cho dễ nhớ được không thì ở đây mình xin sử dụng cái lệnh nguyên thủy của nó luôn là SPL rồi chúng ta cấp vào này đi thì uh, khi sau khi mà anh em kích vào rồi thì uh, anh em đừng có quan tâm phía dưới này nó có là like cái gì hết đó thì chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ sử dụng vẽ một cái ra một cái hình sp line để cho anh em hình dung nè rồi chúng ta uh, sẽ kích vào một điểm đầu tiên của cái đường sp line này sau đó nó hỏi là enter next point click vào cái điểm tiếp theo sau đó kích vào cái điểm tiếp theo kích vào cái điểm tiếp theo enter thì sau khi mà anh em vẽ xong rồi thì anh em cấp vào cái đường spline này và trong cái bảng properties nó sẽ hiện lên đây là một cái đối tượng là một cái đường spline đó nó khá là đơn giản thôi nó không có gì hết thì đối với một cái đường spline thì tại vị trí mà chúng ta kích điểm thì nó sẽ hiện ra một cái điểm như thế này Ở hồi nãy mình đã kích vào bốn điểm đúng không điểm đầu tiên điểm tiếp theo là điểm này điểm tiếp theo là điểm này và cái này là điểm cuối thì nó sẽ hiện ra bốn điểm như thế này thì anh em có thể hiệu chỉnh được vị trí của bốn cái điểm này bằng cách đó là anh em giữ cái này nè và chúng ta sẽ à, kéo đây đó anh em có thể như thế này anh em có thể kéo đây và anh em có thể hiệu chỉnh vị trí của một điểm bằng cách chúng ta cúp vào này và chúng ta sẽ rơi xuống phía bên này đây nó sẽ có ba sự lựa chọn đầu tiên đó là stretch fit point là kéo cái điểm này đi à, kéo cái điểm này đi cấp vào này thì chúng ta sẽ kéo đi rồi thứ hai đó là add fit point là chúng ta sẽ à, chúng ta sẽ add thêm một điểm đây ở đây mình sẽ làm lại này rồi chúng ta sẽ cấp vào này và add fit point chúng ta sẽ thêm một cái điểm để tạo ra một cái đối tượng một thêm một cái đoạn à, nó sẽ tạo thêm một thêm một cái đoạn đó anh em thấy không rồi tương tự cách cái cuối cùng đó là sau khi mà chúng ta tạo rồi thì anh em không muốn nữa thì chúng ta remove nó đi chúng ta sẽ click vào thì nó sẽ trở về cái vị trí ban đầu à, cái hình ban đầu giống như là anh em vẽ đúng không rồi cái đó là những cái cái cách thực hiện để vẽ ra một cái đoạn SP line. rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung thực hành chi tiết luôn anh em sẽ gọi cho mình cái lệnh SP SPL enter sau khi mà anh em enter rồi phía dưới này nó sẽ có ba mục lớn để cho anh em lựa chọn đầu tiên đó là method là phương thức quẻ thứ hai đó là connect cái mục này nó không ảnh hưởng gì nhiều so với những cái cách vẽ nha anh em nên anh em sẽ không quan tâm cho mình cái mục cái nốt này thứ ba đó là object cái object này khi mà anh em vẽ anh em chọn cái chế độ object thì nó sẽ chọn ra những cái đối tượng mà những cái đối tượng đó là những cái đường sp line được tạo ra từ những cái đường b line thì lát mình sẽ nói ví dụ cho anh em luôn đầu tiên đó là method là phương thức vẽ chúng ta sẽ nhập m Enter thì nó sẽ ra hai cái cách vẽ cho anh em cũng giống như là hai cái cách hồi nãy mình đã giới thiệu với anh em rồi đúng không trên cái mục uh, Draw này nè. Rồi uh, đầu tiên đó là Fix thì khi mà anh em sử dụng cái chế độ này thì những cái điểm pick của cái đường Spline nó sẽ đi qua những cái điểm đó luôn. À, nó sẽ đi qua những cái điểm đó luôn. Và cách thứ hai đó là uh, CV có nghĩa là control vertex, có nghĩa là uh, những cái điểm mà anh em vẽ của cái đường spline đó nó sẽ tiếp tuyến, à nó sẽ tiếp tuyến. Đầu tiên anh em sẽ chọn cho mình cái một Fix cái vào này đi. Rồi, kết vào cái điểm đầu tiên specify first point. Rồi, kết vào cái điểm next first point đúng không? Kết vào cứ kết vào liên tục như vậy đi. Rồi, sau khi mà anh em không muốn nó vẽ tiếp tục thì anh em nhấn enter cho mình thì nó sẽ kết thúc thì đây là những cái đối line mà anh em đã tạo ra rồi chúng ta sẽ mua nó lên và chúng ta sẽ copy những cái à, điểm này xuống để làm ra những cái ví dụ tiếp theo ha copy ra rồi cái này nó hơi lớn một chút kéo xuống đi tại vì có khá là nhiều cách vẽ với cái đường spline này nhưng mà thật ra cái việc mà vẽ spline anh em cứ sử dụng một cái cách thôi, đó là chúng ta sẽ cứ bít điểm cứ bít điểm để tạo ra một cái đường spline như thế này thôi. Rồi, chúng ta sẽ nhập lên lại là spline cái vào này. Và à chuyển qua M để chọn cách vẽ. Rồi, hồi nãy mới đã giới thiệu cho anh em cái cách fish rồi đúng không? Thứ hai là CV. Cái vào này đi để so sánh hai cái cách này có điểm gì khác nhau hay không rồi tiếp tục kết vào điểm này kết vào này và chúng ta sẽ tiếp tục kết vào này kết vào này kết vào này enter thì à, kết vào hai cái spline này đi cái sp line đầu tiên mình sử dụng cái chế độ là fix là vẽ dựa trên những cái điểm biết của anh em thì những cái cái đường sp line này nè những cái điểm mà anh em biết á nó sẽ đi ngang qua nó sẽ đi qua luôn đó anh em thấy không nó sẽ đi qua luôn đó nó sẽ đi qua luôn như thế này rồi cái cách thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ là uh, control with vertex đây mình sẽ show cho anh em cái tiêu này luôn control vertex đây này à uh, control vertex này thì những cái điểm mà anh em vẽ nó sẽ tiếp tiến so với cái đường sp line mà anh em vừa mới vẽ anh em có thể thấy cái chỗ này là nó tiếp tuyến này đó nó tiếp tuyến rồi, uh, thì từ một cái đường SPLine vẽ từ cái cách đầu tiên Anh em có thể chuyển qua cái cách vẽ thứ và Cách đó là anh em chọn cái đường SPLine đó uh, Chọn hiện ra cái dấu tam giác này nè uh, Chúng ta sẽ cấp vào này Và cái đường này chúng ta đang vẽ với cái chế độ là Fix Anh em muốn chuyển ra cái chế độ là uh, Ctrl à, uh, CV, đó. anh em cấp vào này Thì nó sẽ ra, nó sẽ hiện ra những cái điểm vô hình Những cái điểm ẩn đi uh, Đó, anh em thấy không? Rồi ở phía dưới này anh em không muốn là CV à, nữa anh em muốn fix thì anh em click vào này đi thì à, nó sẽ hiện ra như thế này nhưng mà nó sẽ chỉ hiện ra những cái điểm à, những cái điểm như thế này thôi nó không giống như là những cái điểm mà trước đó anh em vẽ thì đó là hai cái cách vẽ thông thường mà anh em hay sử dụng thì để vẽ ra những cái đường spline như thế này thì à, có một cái chia sẻ nhỏ như thế này đó là anh em có thể bật cái chế độ lưới trục này lên nè và chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ là Snap Mode là vẽ kiểm soát theo cái bước di chuyển của cái con trỏ chuột theo cái lưới trục. Đây, anh em cứ vào này đi. Và sau khi mà anh em cứ vào rồi, anh em sẽ nhập cho mình là spline. Rồi sau khi mà anh em nhập lệnh thì anh em có thể thấy, đây những cái điểm mà vẽ anh em muốn vẽ ra cái đường spline thì nó sẽ bắt theo cái lưới trục, à, bắt theo cái lưới trục nên có thể thấy mình di chuyển cái con chuột thì cái 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 vị trí của cái con chuột nó sẽ đi theo cái lưới trục anh em có thể thấy không rồi chúng ta cấp vào điểm này đi giả sử cái đường Spline này nó đều thì chúng ta sẽ việc là chọn cái điểm tiếp theo đúng không cấp vào này rồi cái điểm tiếp theo cấp vào này cấp vào này cấp vào này cấp vào, 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 vào này thì nó sẽ uh, nhảy theo cái lưới trục ở đây mình sẽ làm lại mình sẽ làm chậm thôi là ha rồi chúng ta sẽ nhấn lại Spline rồi cấp vào này ha rồi cấp vào này À, anh em sẽ lấy hai cho mình khoảng cách là Một cái hình ô vuông đi hai ô hai ô Cấp vào này à, Cấp vào này Cấp vào này Enter Thì nó sẽ ra một cái đường SP line Nó rất là chỉnh trô đúng không Rồi Thì có một cái như thế này Đó là à, Khi mà anh em vẽ ra một cái đường SP line Không nhất thiết là ban đầu anh em vẽ đúng Nó Hình dạng như thế Thì để anh em vẽ nhanh Thì chúng ta sẽ sở hiện cái lệnh là SP line. Chúng ta sẽ gọi là SP line. Cứ gọi như thế này đi Và chúng ta sẽ kích điểm cứ kích điểm đây, ha. cứ kích điểm thoải mái đi. Rồi à, sau khi mà anh em kích điểm xong, thì chúng ta sẽ tiến hành hiệu chỉnh. À, chúng ta sẽ cầm những cái vị trí này, chúng ta sẽ à, đi qua đi lại như thế này đó. Thì nó sẽ nhanh hơn bằng cách là anh em xác định đúng cái điểm mà anh em muốn vẽ, thì cái đó là mình chia sẻ thêm với anh em. Rồi quay trở lại, thì à... cái này đi. Rồi chúng ta sẽ đi vào những chi tiết những cái nội dung tiếp theo này à, chúng ta sẽ gõ là SPLINE tiếp tục ha cái vào này enter copy những cái cái hình tròn này xuống đây nhiều nhiều lên để làm ra những cái ví dụ cho anh em nè rồi chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh SPLINE enter rồi vào cái mục method chúng ta sẽ xác định cái mục là fix vẽ theo cái cách là fix điểm đúng không cái vào này à, sau khi mà anh em chọn chế độ nó rồi chúng ta sẽ specify first point cứ vào điểm đầu tiên sau khi mà anh em cấp vào cái điểm đầu tiên thì phía dưới này nó sẽ có những cái sự lựa chọn star agency gì đó anh em đã nói rồi đúng không có một cái mục đó là tolerance Cấp vào này đi thì cái mục tolerance này có nghĩa là sao khi mà anh em sử dụng cái fit tolerance này nó hỏi anh em là specify first tolerance mục này ý nghĩa của nó là tạo ra một cái đường cong sắp xỉ khi mà cái giá trị này bằng không thì cái đường SP line này nó sẽ đi qua những cái điểm mà anh em vẽ rồi giả sử nó khác không trường hợp còn lại là nó khác không thì những cái đường cong mà anh em tạo ra nó sẽ kéo ra một cái đoạn một cái khoảng cách là bao nhiêu à, so với cái điểm mà anh em biết anh em hiểu không rồi giả sử ở đây chúng ta nhập không rồi chúng ta vẽ đi ha à, đây mình thực hiện lại lại nhé. Chúng ta sẽ gọi là spline. Enter. Chọn một method là fit. Enter. Cấp vào cái điểm đầu tiên. Rồi chúng ta chọn cái mục là tolerance để cấp vào này và cho cái giá trị là không trước để anh em hình dung Enter. Và sau đó chúng ta sẽ vẽ cái đường spline đơn giản thôi ha. Rồi cái vào này enter xong. Rồi cái cách thứ hai, đây mình vẽ hai cái ra để anh em so sánh cái giá trị nó khác không chúng ta sẽ gọi là sp line enter à, chúng ta sẽ cấp vào cái điểm đầu tiên và chọn cái terrain này nó nó khác không à, nó khác không giả sử mình cho đây là nó là hai đi enter và sau đó chúng ta bích điểm cũng vẽ tương tự thôi enter rồi sau khi mà anh em vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mổ xẻ nó ra đúng không rồi đối với cái hình đầu tiên là cái số liệu fixed terrain á chúng ta cho nó là bằng không thì anh em Giả sử chúng ta chọn vào một cái điểm này đi. Cái điểm này là hồi nãy chúng ta đã vẽ nó đi qua cái điểm vị trí này rồi. Anh em zoom lớn lên thì zoom lớn lên cỡ nào thì cái đường SP line này nó cũng sẽ đi qua cái điểm này. Tức là cái điểm này nó sẽ nằm trên cái đường SP line này. Rồi, à, đối với cái trường hợp thứ hai, chúng ta đã set cái hệ số à, set cho nó một cái giá trị cái fit đó là, là bạn hai nó khác không thì khi mà anh em dùng lớn lên không dùng lớn lên như thế này thì anh em có thể thấy cái đường sp này cái điểm này nè nó sẽ không nằm trên cái đường sp mà chúng ta vừa mới vẽ và nó sẽ cắt ra một cái đoạn là bao nhiêu chúng ta vẽ này đây à thì bạn bao nhiêu thì nó chắc chắn là nó sẽ không đi qua cái điểm này thôi rồi giả sử trên cái cái điểm này tiếp theo như thế này, đây cái điểm này nó vẫn lệch à, nó vẫn lệch anh em có thể thấy không rồi, à, trong trường hợp mà, giả sử ở đây à, Trong trường hợp phía trên này thì tất nhiên là những cái điểm mà chúng ta biết thì nó sẽ nằm trên cái đường X' mà sau khi mà chúng ta vẽ Thì à, rõ ràng anh em có thể thấy à, Cái ứng dụng thứ hai này nè Có khoảng cách là bao nhiêu á, fit á Thì nó sẽ không ứng dụng gì nhiều cả à, Khi mà anh em đã xác định được vẽ cho nó một cái đường X' Ứng với những cái điểm mà chúng ta đã xét trước rồi Thì bắt buộc nó phải đi qua thì nó mới đúng được còn phía dưới này Giả sử nó muốn lệch bao nhiêu là phía trên bao nhiêu hay là là phía dưới á mình đâu có kiểm soát được nên cái đó là cái cách vẽ của epilite thì anh em coi thử cái cách nào mà cái cái ứng dụng của nó có nhiều hay không và chúng ta sẽ dùng, sử dụng còn không anh em đừng có lăn tăng anh em chỉ việc làm vẽ đúng và đúng với cái điểm đó luôn không nhất thiết là phải sử dụng cái à, cái mục là à, fix đây spline chúng ta sẽ nhập lại nè spline enter và à kích vào cái điểm đầu tiên đúng không? Cứ vào cái điểm này. À, và sau đó chúng ta sẽ một lại Telegram lại này. anh à, em cứ chập cho mình là số 0 để nó vẽ đúng vào những cái điểm mà nó đi qua ngang đi qua luôn ha. Rồi giả sử chúng ta à, copy cái hình này lên đây coi thử nó có lệch nhiều hay không ha. Copy này lên. Đây anh em có thể thấy nó đã lệch. Nó đã lệch rồi. Đó, anh em có thể thấy nó đã lệch rồi. Vậy cái hình nào là đúng, hình nào là sai thì thông thường thì những cái điểm mà mình đã vẽ thì tất nhiên là cái đường spline nó sẽ đi qua những cái điểm đó thì cái đường đó nó sẽ đúng hơn, à, nó sẽ đúng hơn. Rồi, rồi cái sự lựa chọn tiếp theo của cái lệnh vẽ spline này là object, mình xin nói luôn ha. Rồi, chúng ta sẽ nhập lệnh lại là, là spline. Thì trước khi mà anh em sử dụng cái chế độ lại object như này nè. Đây, à, cái object này mình xin nói sẽ qua một chút. Khi mà anh em lựa chọn cái thẻ object của cái lệnh spline thì nó dùng để chuyển những cái đường b line s -b -Line. và cái đây là một liền mạch nha b line s -b -Line có nghĩa là đường cong được tạo bởi polyline và làm trơn bằng lệnh pidit thành đường s -b -Line. anh em hiểu không rồi chúng ta ban đầu anh em sẽ chuẩn bị cho mình trước một cái đường là polyline là bl á một cái đường bl cấp vào này đây rồi chúng ta sẽ cấp vào một cái đường polyline bất kỳ này đây ha rồi ban đầu nó là một cái đường polyline À, properties thì nó sẽ là một cái đường polyline như thế này. Đầu tiên là anh em phải chuyển cái đường polyline này thành một cái đường spline trước đã. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là pdit vào này. Cái ý nghĩa nó là như vậy đây. Anh em có thể thấy dưới này nó sẽ có một cái mục đó là spline enter. Rồi sau khi mà anh em đã chuyển nó về cái đường spline này như thế này rồi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là spline enter và sử dụng cái chế độ là object cái bao này đi ha cái bao này enter thì à, hồi nãy mình quên copy ra một cái để anh em so sánh rồi cái đây là một cái đường sp line copy nó ra đi anh em có thể thấy cái đường sp line này được tạo ra từ cái đường polyline thì sau khi anh em chuyển từ cái đường à, p line sang cái đường sp line á, thì cái độ mịn nó sẽ không có cái độ mịn này anh em có thể thấy không nó cấp khúc à, nó cấp khúc thì để chuyển thành một cái đường sp line À, mịn luôn thành một cái đường SP line mịn luôn trơn luôn thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là SP line như thế này enter và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ là object cấp vào này enter thì rõ ràng anh em có thể thấy hai cái đường SP line này cái đường thứ hai mà chúng ta tạo ra nó sẽ mịn hơn rất là nhiều so với cái đường phía trên này à, cái đường phía trên này chúng ta sẽ không có một cái cái, cái hình phía dưới này nha anh em hình tam giác để anh em chuyển qua cái cái cái, cái hai cái cách vẽ rồi anh em có thể thấy nó rất là xấu đúng không? Thì anh em phải chuyển qua cái đường SPLine này. Thì nó sẽ mịn hơn, nó rất là đẹp. Thì đó là cái thẻ là Object. Anh em hiểu không? Ở đây mình xin làm lại nè. Chúng ta sẽ ban đầu, anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái đường là một cái đường PLine trước. Vẽ đây. Vẽ một cái đường PoliLine là cũng được hết. Như thế này nè. Enter. Và sau đó anh em chuyển cái đường PoliLine này thành một cái đường SPLine. À, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là PIDIT. PIDIT. Enter và trong đó chúng ta sẽ soạn lại Spline. Enter. Và đây, anh em có thể thấy mình đã chuyển thành một cái đường Bodyline line thành một cái đường Spline rồi, nhưng mà nó chưa mịn, à, nó chưa ngon đúng không? Nó chưa tròn. Thì copy nó ra để so sánh. À, thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái lệnh là Spline. Enter và chọn chế độ là object. Enter. Thì cái đường Spline này nó sẽ mịn hơn rất là nhiều, nó sẽ mịn hơn rất là nhiều, anh em có thể thấy không? À, năm mình hơn rất là nhiều và nó đẹp và sau đó anh em muốn chuyển sang cái chế độ fit thì anh em chỉ chọn sử dụng cái chế độ fit thôi thì nó sẽ có hai hai đối tượng thôi hai điểm đây điểm đầu và điểm cuối thôi những cái điểm giữa nó sẽ mất đi ha rồi đó thì cái đó là cái thẻ cuối cùng của cái cái lệnh SP Line. Rồi thì ngoài ra mình sẽ nói thêm là một cái đường SP Line nó sẽ đóng kín. À, nó sẽ đóng kín lại. Giả sử ở đây. Rồi chúng ta sẽ nhập lệnh là SP Line. Enter anh em cứ vẽ đây cứ vẽ thoải mái đây kết vào những cái điểm này kết vào những cái điểm này kết vào và anh em muốn cái chỗ này nó kín lại đúng không thì chúng ta sẽ có cái một là close ở phía dưới này hoặc là anh em sẽ sử dụng cho mình nhập thẳng luôn là chữ c tương đương với cái là close enter thì cái đường spline này nó sẽ được đóng kín và à, trong cái bảng protein thì nó sẽ hiện ra cái diện tích của cái đường spline này anh em có thể thấy không đây cái diện tích này và à, nó sẽ có thêm một cái mục đó là fixed Tolerance chúng ta sẽ cho nó là không ở phía trên này hồi nãy mình cho nó là hai đúng không thì trong cái bảng properties trong cái một Fit terrain này nè Nó sẽ hiện lên là hai Thì cái đường, cái cách vẽ spline nó khá là đơn giản Anh em đừng có nhớ nhiều gì cả Anh em chỉ vẽ ra những cái đường spline đúng với cái hình dạng và cái kích thước như anh em mong muốn thôi Mình sẽ lấy một cái ví dụ à, áp dụng vào trong một cái cặp như thế này luôn để cho anh em vẽ ha Rồi, giả sử chúng ta có một cái cặp như thế này đây ha Có một cái cặp này đây Xóa cái này đây Đây, copy hai cái này qua để cho anh em hình dung rồi để vẽ ra những cái ký hiệu này thì chúng ta sẽ sử dụng à, lệnh SpLine để chúng ta vẽ thôi. SpLine nhập SpLine Enter và chúng ta sẽ chọn cái chế độ là fish đúng không? À, method fish rồi chúng ta sẽ bít vào này, đúng không? Rồi chúng ta sẽ cái xuống này, kích lên này, kích qua này, cái xuống này và kích lên này Enter thì chúng ta đã vẽ ra như thế này rồi, rồi phía dưới này tương tự thôi. Anh em muốn nó đồng nhất thì chúng ta sẽ mirror nó xuống, à, mirror nó xuống như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ mirror nó qua như thế này ha. Chúng ta sẽ mirror hai cái hai lần thì nó sẽ ra một cái hình à, cũng tương tự như cái hình phía bên này thôi. Khá là nhanh thì nhìn vào anh em có thể thấy làm cho người đọc sẽ có cái cảm giác là À, cái này là một cái hình trụ này một cái phía trong là một cái trụ tròn có đường kính là bao nhiêu nè đó nhìn vào là mình có thể thấy rồi đúng không à, thì à, đây cái nét cắt như hồi nãy đầu video mình nói là chúng ta sẽ sử dụng cái nét cắt này copy cái này xuống đây như thế này thì làm cho người đọc sẽ không hình dung được cái này là cái cấu kiện gì thì mình nhìn vào này là có thể mường tượng được là cái này là cái cặp hình tròn đó cái đó là mình xin nói thêm với anh em ha rồi ứng dụng cũng khá là nhiều để vẽ ra một số cái ký hiệu như hồi nãy mình đã nói rồi đây nên cắt, thì nên cắt này chúng ta đang vẽ là Fit à, cái sử dụng cái chế độ fix rất là nhiều nha anh em cái vào này đây thì nó sẽ nhảy qua cái chế độ là à, control vertex Chọn một fix đi thì đa số mình thấy sử dụng cái chế độ fix hơn rất là nhiều rồi quay trở lại cái ví dụ này có lẽ là mình nói hơi hơi nhanh và mình làm hơi nhanh thì à, ban đầu anh em cứ vẽ ra một cái hình nào đó nó có một cái hình dạng tương tự với cái hình mà anh em muốn vẽ đi và sau đó anh em sẽ hiệu chỉnh thủ công cho mình nó sẽ nhanh hơn giả sử ở đây anh em thấy cái hình này chưa đẹp đúng không anh em sẽ nắng nót lại đây kéo cái đường này nó nhỏ xuống kéo cái này nó qua một xí đúng không rồi đưa cái điểm này và phía bên này đó phía bên này dưới dưới một chút đi rồi chúng ta sẽ chỉnh như thế này đó nó sẽ dễ chịu hơn, nhìn nó sẽ dễ chịu hơn. Thì thông thường những cái ký hiệu này thì chúng ta nên tạo ra những cái block để đưa vào cái thư viện cho anh em. Anh em muốn vẽ mà điều chỉnh cái kích thước dài rộng thì chúng ta sẽ tạo ra cái block đồng á. Nó sẽ hay hơn và rất là nhiều khỏi mất công đi chỉnh đi chỉnh lại cho những cái lần sau. Mà giả sử anh em sử dụng lại cái ký hiệu này, chẳng hạn nó như vậy. Đây, đây, rất là nhiều ha, rất là hay. Rồi cái phần tiếp theo là mình nghĩ uh, uh, giúp ích được cho anh em khá là nhiều nè. Đó là giả sử chúng ta đang có những cái đường spline mà chúng ta muốn chuyển thành những cái đường polyline thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ có ba cách. À, chúng ta sẽ có ba cách thông dụng. À, mình sẽ nô ra và hướng dẫn anh em trần chi tiết luôn ha. Và cách nào hay thì mình sẽ nói anh em là nên khuyên dùng. Rồi cách đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là flatten. Chúng ta sẽ nhập lệnh flatten. Đây lá này, này thì chi tiết như thế nào thì trong những cái video sau mình sẽ hướng dẫn nha anh em. Rồi chúng ta sẽ cấp vào này và sau đó select object, anh em cứ chú ý cho mình dưới thanh command line này, select object, chọn cái đường spline đó, enter và sau khi enter nó hỏi anh em là remove hidden line thì chúng ta sẽ chọn yes. À, chọn no thì nó sẽ biến cái đường spline đó thành một cái đường thẳng thôi, nó sẽ không giữ như cái đường spline này. Rồi chúng ta sẽ chọn yes, enter. Và sau khi mà anh em chọn z yes rồi thì anh em quan sát cho mình cái đối tượng này ban đầu nó là một cái đường spline và sau khi mà anh em đã vẽ đã sử dụng cái lệnh nó thì trong cái bản property đây là một cái đối tượng là bodyline và anh em có thể thấy cái đường spline này à, cái đường spline mà chúng ta vừa mới chuyển đó, thì nó sẽ có một cái độ phẳng rất là cụ ghề, nó rất là xấu à, tại vì nó sẽ chia cái đoạn cong đó thành những cái đường line nhỏ nó sẽ sau đó nó sẽ nối lại với nhau anh em có thể thấy không đây đây là một cái đoạn like nhỏ này nó sẽ nói lại đó. rồi cái cách này thì mình nghĩ là nó nhanh nhưng mà cái chất lượng mà sau khi mà anh em chuyển thành cái đường b á nó sẽ xấu đi nó sẽ không thẳng như thế này nè đó. đó rồi cái cách thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh đó là sp line edit ở đây mình copy cái này qua đi ha copy cái này qua đi để làm ví dụ cho anh em nè rồi copy hai đối tượng như thế này hai màu ha rồi đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh đó là spline edit đây anh em nhập vào spline edit vào này và chúng ta sẽ select spline select này sau khi mà anh em select rồi trong này có rất nhiều sự lựa chọn đúng không anh em quan tâm cho mình cái mục đó là convert to polyline convert to polyline cấp vào này đi. Và sau đó nó sẽ hỏi anh em là specify a precision. Cái giá trị này có nghĩa là à tự cho cái số lượng cái đoạn thẳng mà nó sẽ chia ra để nó biến cái đường spline này thành cái đường polyline. À, anh em cho nó càng lớn thì sao? Thì cái đoạn chia nó càng mịn, nó càng mịn, anh em hiểu không? Cái đường spline này nó sẽ mịn. Giả sử ở đây trường hợp đầu tiên là mình cho nó là bằng một Enter. Tùng một thì anh em có thể thấy à, cái đường spline này nó đã chia ra như thế này rồi, à, đây nó sẽ chia ra như thế này và số lượng cái đường spline từ cái điểm đầu tiên nó sẽ bắt đầu tăng dần, tăng dần cái độ mật độ dày á, đây rồi đó, thì cái đường này là một cái đường polyline này. giả sử anh em x nó ra đi, anh em có thể thấy bộ đây là những cái đường line đơn lẻ và uh, muốn nó trở thành một cái đường polyline thì chúng ta sẽ cho nó lại, đây rồi, trong trường hợp thứ hai chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là SPLY Edit. SPLY Edit vào này và select SPLY Convert to Polyline. Chúng ta sẽ cho nó lớn lên, làm 10. Enter. Thì rõ ràng cái số lượng mà cái đoạn thẳng mà nó chia nó sẽ lớn hơn. À, mà nó càng lớn hơn, nó càng nhiều thì tạo ra thành một cái đường Polyline nó sẽ mịn hơn và nó sẽ cảm giác là nó sẽ giống hơn so với cái đường ban đầu à, nó sẽ giống hơn cái đường ban đầu này đó nhưng mà trong một số trường hợp mà anh em chia rất là nhiều quá thì nó dẫn đến cái trường hợp là rất là nặng máy mỗi khi mà anh em kích vào cái đường polyline này nó rất là nặng máy vì thế anh em chia làm sao cái giá trị cái precision đó cái giá trị precision nó vừa phải thôi nó đừng quá nhiều và nó cũng đừng quá ít nó quá ít thì nó sẽ không giống cái đường sp ban đầu nhưng mà mình nghĩ là nó vừa phải thì nó cũng giống rồi đúng không rồi, cái đó là cái cách thứ hai. Cái cách thứ ba đó là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là edit. À, nó cũng giống như là cái spline edit thôi. Giả sử ở đây chúng ta sẽ copy cái đường spline này qua. Và sau đó, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là edit. Enter. Select object, Kết vào cái đường spline này. Và sau khi mà em kết vào rồi thì nó hỏi anh em là specify gì đó Do you want to turn it on gì đó Chúng ta sẽ nhấn là yes Enter Nó sẽ trở về cái giá trị đó là Nó hỏi anh em là set Specify a precision Có nghĩa là chọn Cho nó cái giá trị mà nó sẽ chia Giả sử ở đây chúng ta nhập là 10 đi Enter Thì nó Cũng sẽ Ra một cái số lượng đồn trên như thế này Đấy Nó giống như là cái cách thứ hai thôi à, Cái thao tác nó chỉ khác hơn một chút Rồi À, giả sử ở đây mình có một cái đường góc rồi đúng không? Copy cái này qua đi. À, đây cái đường, đây là cái đường góc này. Mình sẽ uh, cho ra nó nhiều màu ha. Để coi thử cái cách nào chia nó gần đúng so với cái đường nghiêng thủy của nó nhất. Rồi ở đây thì rõ ràng cái giá trị chia ban đầu là mình cho nó là một ha. À, thì nhìn xa xa thì nó khoảng giống như những cái cao độ so với cái đường đường góc của nó lúc nè, đường góc của nó lúc nè. À, khi mà anh em zoom lớn lên khi mà anh em zoom lớn lên thì chúng ta mới thấy cái sự khác biệt đây nó sẽ không nằm trên ha nhưng mà nó không trên lệch nhiều nó không trên lệch nhiều anh em có thể thấy không đây nó vẫn có trên lệch nè nhưng mà cái giá trị nó rất là nhỏ à, nó rất là nhỏ tại vì từ một cái đường cong mà nó biến thành một cái đường thẳng thì nó tất nhiên nó sẽ có cái trên lệch rồi giả sử ở đây à, chúng ta cho cái đoạn chia này đi copy xuống thử chúng ta đưa vào thử nó có khác biệt thì rõ ràng cái giá trị chia nó càng lớn thì cái mức độ mà nó chia ra nó càng chính xác đúng không nó biến thành cái đường polyline nó sẽ càng chính xác hơn Đây, nó rất là nhỏ 0.04 mà à, à 0.01 à còn ở trên này là bao nhiêu ở trên này giả sử mình đo thử đi là hình này là 0.7, 0.6. Đó, tìm vào cái mức độ thì anh em chia thôi, nó không có gì hết. Ok thì ở trên đây mình đã hướng dẫn xong cho anh em về tất phần tọc về những cái ý mà liên quan đến cái lệnh là SP line. Thì khi mà anh em xem có những cái phần nào, có những uh, khúc nào mà anh em chưa hiểu á, thì anh em có thể comment phía bên dưới và mình sẽ giải đáp rất là nhanh cho anh em ha. Uh, thì nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, subscribe và share video này đến tất cả những anh em khác là cái động lực rất là lớn để mình ra những cái video tiếp theo thì cái lệnh này mình nghĩ cũng đã kết thúc cái chuỗi à, lệnh về vẽ à, về vẽ à, cũng khá là nhiều lệnh đúng không uh, à, rectangle polyline polygon rồi sp line m rectangular circle art ellipse và ngày hôm nay là sp line. rất là nhiều thì những cái lệnh tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em là những cái nhóm lệnh liên quan đến hiệu chỉnh À hiệu chỉnh tạo hình nè, hiệu chỉnh đối tượng và hiệu chỉnh biến đổi sao chép thuộc tính gì đó rất là nhiều. Thì hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Mình là đại Nghe và các